Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và chúng ta đang đứng ở ngã tư con đường Bình Long và con đường Tân Kỳ Tân Quý. Đây là con đường Bình Long anh chị, con đường rất là nhỏ, rất là chật chội, rất là nguy hiểm. Đầu kia nữa, đầu kia lúc nào cũng kẹt xe. Đường nhỏ mà hai bên đường có những cái hố nữa anh chị, rất là nguy hiểm luôn. Thật sự đi trời nắng trời mưa là nước nó ngập cái hố đó, mình không biết đâu là đường, đâu là cái hố luôn. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi vào cái khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa xíu nha anh chị ơi. Rất là nguy hiểm. Bây giờ có mình là người lớn không sao anh chị, chứ mình cho con cái đi học, con cháu đi học rất là nguy hiểm anh chị ạ. Ok, đây là nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Nghĩa trang Bình Hưng Hòa nha anh chị. Bây giờ mình cùng đi vào nghĩa trang Phật Học Xá Lợi. Phật Học Xá Lợi anh chị ơi. Để xem hôm nay trong đây có gì thay đổi không. Thì ở đây vẫn còn những ngôi mộ chưa bốc. Em thấy là vẫn còn như xưa anh chị ạ. Có dây thun không cô? Có dây thun không? Cho con sợi dây thun cái. Cho trời rồi, nhà ba rửa đâu rồi. Rồi chút nữa quay lại. Người ta cào hay mình tự cào? À dạ dạ. Con đi xíu là cô ơi. Ủa cái mộ nó bốc rồi hả cô? Dạ rồi cô, ok cô. À trong đây có một cái mộ bốc rồi nè anh chị ơi. Cái mộ đây thì lần trước em đi quay vẫn còn, nhưng mà lần này thì bốc rồi anh chị. Đây ngôi mộ này. Thì bên phía này em coi còn 4 là 8. Nguyên cái khu vực này là còn 8 ngôi mộ anh chị. Còn 8 ngôi mộ chưa bốc nha. Trong đây có một ngôi mộ bốc rồi nè. 8 ngôi mộ chưa bốc. Bên kia khu trước mặt chúng ta và sau lưng, cái đường em đã dùm đi vào anh chị, là có tạm còn 8 ngôi mộ ha. Lúc trước ở đây còn một cái ngôi nhà hoàng nè, mà ngôi nhà hoàng cũng bị đập bỏ đi rồi. À, và phía sau kia còn một số cây nữa. Cây đó là bên phần đất của tư nhân, nhà nước mình mới thu hồi, mới đền bù xong. Thì còn một số cây gòn á, cây gòn thì không ai thèm chặt thôi, là còn lại thôi. Chứ những cây nào mà chặt được, bán được là bên ngoài họ vô họ chặt hết rồi. Ở đây còn một số cây gòn, cây gai anh chị. Cây gòn, cây gai bán không ai mua. Họ mua về họ chẳng biết làm gì cả, cho nên nó mới còn lại thôi. Mà đặc biệt cái khu này trời mưa xuống là mình thấy nó rất là đẹp luôn anh chị. Cây, cỏ, rau, đặc biệt trời mưa xuống là rau mọc rất là tốt. Trời mà mưa xuống đó anh chị, đặc biệt các loại rau, rau dền rồi đó anh chị, là nó mọc, trời ơi, nó tốt, rất là tốt luôn. Còn đặc biệt cây cỏ đó, cây cỏ mà nó cao gần 3 mét đó anh chị ạ. Gần 3 mét. Ok, khu này là khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa, bên cạnh lò thiêu nha anh chị, bên cạnh lò thiêu. Và khu này được bóc hết rồi, phía ngoài chúng ta đi vào thì có đâu đó còn 7-8 ngôi mộ là chưa bóc thôi. Đây, khu này là bốc sạch hết rồi anh chị nha. Họ bốc xuống rồi, xong họ rải vôi lên rồi. Họ khử đất sơ sơ thôi anh chị. Khử này, khử sơ sơ thôi.
trong này là còn một cái khuôn dĩ trang của gia tộc, người ta gọi gia tộc, có ông cố, bà cố, rồi con cháu bà cố, chị em bà cố trong đây luôn. Còn trong đây chưa bóc nha anh chị. Ok, khu đây là lãnh địa của bọn Xì Ke, nhưng mà bây giờ thì nó ít vào đây hơn. Khu này lúc trước cây xanh rồi nhiều lắm anh chị, mà bên ủy ban họ cho bên ngoài rồi chặt, chặt rồi họ mang đi bán anh chị. Một ký có dao động từ 500, 400 đến 550, 650 anh chị nha. Ok, phần đất này là bóc mộ hết rồi đó anh chị. Đây, khu này bóc hết sạch rồi nha. Đây, trong đây còn một phần đất, đất của gia tộc, đất của như nhà nước mà chưa đền bù, cho nên dân họ chưa bóc đi phải. Đây, phía sau này là đất của gia tộc, một mảnh nhỏ đây anh chị nha. Đây, một mảnh nho nhỏ đây nè. Ok, và sau này khu này bóc hết rồi anh chị nha. Đây, khu này bóc sạch trơn rồi nha. Bên khu đây thì còn 4 cái anh chị. Đây, bên khu này còn 4 cái nha. Và bên khu trong đây nè, cũng còn 2-3 cái nữa. Như vậy bên kia 8 cái, bên đây 3 cái, là tổng cộng còn 11 cái nha. Đây, trong khu đây là còn 2-3 cái gì đó. Lúc trước em đi là còn 3 cái, không biết bây giờ là còn mấy, bây giờ họ bóc bớt chưa. Ê cha, phê quá, 43 độ, 12, lúc này là khoảng 12 giờ kém anh chị ơi. Công việc là sáng giờ em đi bỏ hàng mới xong, bỏ hàng về mới xong, trời ơi, em quay luôn. Ok, trong kia còn một cái ngôi nhà ông chú đó, ổng coi cái khu nghĩa trang này, bây giờ thì ông chú nó chưa dọn đi. Ở đây các cái cây mà có giá trị kinh tế, các cái cây chặt được bán được, người ta chặt sạch hết rồi anh chị. Còn những cây nào mà chưa chặt được, không phải là bán không được thì người ta mới để lại thôi, chứ còn bán sạch, chặt sạch hết rồi. Ok, khu này bóc hết rồi nha anh chị, bóc hết luôn rồi, bóc hết luôn rồi đó nha. Rồi bây giờ mình ở đây là những cái nghĩa trang công giáo ngày xưa, trên phần đất của tư nhân họ, của người dân họ mua lại, họ phân lô, họ bán, thì bây giờ nhà nước thu hồi và cũng đã đền bù rồi, bóc hết mộ rồi nha. Khu phía trong đây còn 2-3 cái mộ nữa anh chị nha. Con đường này, trên con đường này thì trước đây có khoảng 4 cái nghĩa trang nhỏ, một cái nghĩa trang là Phật, 4 cái nghĩa trang công giáo. Ok, còn bên đây thì đâu đó bên đây là bên hông của lò thiêu Bình Hòa anh chị, bên đây còn còn 3-4 cái mộ nữa. Như vậy 11 với 4 là khoảng 15 cái nha. Như vậy là 15 cái đúng không? 15 cái, bên này sẽ còn 5 cái nữa đi, là còn 20 cái tất cả trong khu này đó anh chị. Ui cha, vào đây mát quá thì những trời, những mùa thế này mình đi vào đây mình thấy giá trị một cây xanh anh chị ơi. Ông chú trong đây ông hỏi sao lâu lâu ta hay thấy mày vào đây, thì đúng rồi, thì lâu lâu phải đi quay video thì hay vào đây anh chị. Ông chú trong đây ông hỏi lâu lâu sao ta thấy mày hay đi vào đây. Ok, đây là cái khu này bóc hết rồi anh chị nha. Ví dụ đây là một cây gai nè, cây gai này bây giờ chặt cũng không, cái gai này nó rất là nhọn, thật sự là bây giờ cưa xuống rồi đợi khô đốt đi thôi, chứ không ai dám, nhưng mà không thể nào bóc lên được cái chị gai, nó dày đặc luôn mà. Nó dày đặc luôn, không có chỗ nào để mình kê cái tay vào mình khiêng lên được cả. Cho nên những cái cây này là cây mọc hoang, cho nên là giờ không ai mua mà không ai dám chặt, nó còn lại đó. Chứ còn những cái cây như là cây cây nào mà lấy gỗ được á, là người ta chặt sạch hết rồi. Đó, những cây gai nó còn lại đó anh chị. Ở đây lúc trước thì chúng ta hay coi video, chúng ta thấy ở đây có những ngôi mộ trẻ em, những ngôi mộ mà chết trong bụng mẹ cũng có, và những ngôi mộ mà bé sinh ra rồi được mấy tháng tuổi chết cũng có. Khu này rất là nhiều và cũng đã được bóc đi rồi, được bóc đi rồi anh chị.
Đây là cái phần đất mà của dân họ mua lại, sau này họ đào các cái huyệt họ bán đó. Bây giờ thì trước mặt ngay trước chân của chúng ta đây là những cái mộ ha, và được bóc đi hết luôn rồi đó. Bây giờ cái đây nó chỉ cần một vài cơn mưa thôi anh chị là chúng ta không còn thấy gì nữa. Thứ nhất là rau nó mọc lên, thứ hai cỏ, đặc biệt những cái cỏ đây nó cao 3 mét luôn anh chị, cao tới 3 mét. Không tin thì chị anh chị có thể coi video dưới phần mô tả nha. Em để cái video dưới phần mô tả, anh chị coi video đó giùm em. Là cái video đó em đi quay cái mùa mưa đó anh chị. À, cái video em để dưới phần mô tả nha, anh chị coi giùm em. Trời, em đi quay mùa mưa, em đi vào đây thấy rau không luôn. Trời ơi, rau nó tốt, nó tươi, nó xanh. Mà đặc biệt những cây cỏ ở đây anh chị nè, bây giờ mình còn thấy sát cây nè. Nó cao tới gần 3 mét, nó cao hơn em gấp đôi luôn. Ở đây còn một số ngôi mộ chưa bóc nữa chị ha. Thì trong khu đây, em thống kê sơ sơ thì đâu đó tầm khoảng là 20 ngôi mộ chưa bóc nha anh chị. Đó, trong đó còn một số ngôi mộ chưa bóc. Ra mát cái đứng rồi mình nói chuyện tiếp anh chị ơi. Rồi, xà đứng lại xíu đây. Tắt cái xe cái là. Đây là thuộc giai đoạn 1 của nghĩa trang Bình Hưng Hòa. À, người ta bốc xong rồi, chỉ còn là khoảng 20 ngôi mộ. 20 ngôi mộ à, chưa có người thân tới bóc đi thôi, chứ cơ bản là họ đã đăng ký với bên ban quản lý rằng là họ sẽ đến bóc rồi, cho nên ban quản lý họ mới trừ lại để người dân tới tự bóc đi. Và khu này thì có giai đoạn 1 thì có hơn 24.000 ngôi mộ, trong đó là có 1.836 ngôi mộ là không có thân nhân tới đăng ký bóc, cho nên nhà nước họ đã bóc. Và một số ngôi mộ vô danh nữa. Và đặc biệt khu này thì trước đây có một số ngôi mộ em bé, hoặc là một số ngôi mộ người lớn cũng có luôn, mà sau khi người thân họ chôn cất ở đây rồi à, họ chỉ làm cái bia thôi anh chị. Và cũng 20 năm trôi qua cái bia đó bị xói mòn và ngã xuống, thì chắc chắn rằng sẽ còn có những cái mộ còn nằm lại ở nghĩa trang này. Cái đó mình không trách được ai cả anh chị, chỉ trách, chỉ buồn, cũng không trách được ai cả, bị buồn vì buồn bởi vì do thời tiết nắng nôi gì đó, do mưa gió rồi do xói mòn của đất cho nên cái bia nó ngã xuống, thì chắc chắn những ngôi mộ đó không còn ai nhận ra, ngay cả ban quản lý họ cũng không biết được luôn. Và đặc biệt thì những ngôi mộ đó giả sử họ rơi vào những gia đình mà ít người thân, người thân già yếu hoặc chuyển đi một nơi nào đó rồi, hoặc là anh em họ biết là họ tên gì, mắc ngày nào, chứ còn khi anh em đã mất đi rồi, còn con cháu thôi. Con cháu thì nó biết có một ngôi mộ trong đây, chứ nó đâu biết rõ ràng tên người đó là gì, năm sinh, ngày tháng mất và chôn ở trong cái nghĩa trang nào đâu. Cho nên chính vì những lý do đó mà không ai tìm ra được. Không ai tìm ra được. Chính vì vậy, bất kỳ nghĩa trang nào cũng sẽ còn những cái ngôi mộ còn sót lại cả. Bất kỳ nghĩa trang nào anh chị nha, trừ một số nghĩa trang Pháp á, nghĩa trang Pháp ví dụ như là công viên Lê Văn Tám hoặc là trung tâm triển lãm quận Tân Bình, thì ngày xưa nghĩa trang đó họ được chôn cất và bảo vệ rất là tốt, cho nên chôn cất rõ ràng, bảo vệ rất là tốt, cho nên là khi đào đi họ sẽ đào hết. Còn những nghĩa trang này, rất nhiều ngôi mộ còn nằm lại đây chứ không phải không. Đặc biệt là những ngôi mộ em bé người ta vào đây người ta chôn lén chẳng hạn. Cái khu này thì mộ vô danh còn có bia, và chúng ta qua những giai đoạn khác có nhiều ngôi mộ vô danh chỉ là một cái ống nhang thôi, chỉ là một cái ống nhang
hoặc là họ đào xuống và họ đắp xi măng lên trên thôi, giống như một cái nồi, một cái nắp son như vậy, rất nhiều ngôi mộ như vậy. Bởi vì chủ đất á, họ nhận về họ chôn, họ thấy tội, họ thấy đất họ còn trống, họ nhận về họ chôn, giống như là họ làm cha nuôi mẹ nuôi, họ chôn từ thiện như vậy đó. Ok, và giờ chúng ta cùng đi tiếp anh chị ơi. À, trong khu này em tính sơ sơ thì còn khoảng 20 ngôi mộ nha anh chị ơi, 20 ngôi mộ. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi vào bên kia đi ha, mình chạy vào khu bên kia. Và những ngôi mộ mà ngày xưa mua đất ở đây thì bây giờ được đền bù với giá là dao động từ khoảng 18 đến 23 triệu tùy theo. Ngôi mộ có giá trị thấp nhất là ngôi mộ đất. Ngôi mộ đất mà chỉ còn có bia thôi nha là 18 triệu. Và cao dần tới những ngôi mộ biệt thự, những ngôi mộ mà đá mài, những ngôi mộ mà lát gạch hoa, vân vân, là những ngôi mộ có giá trị cao nhất là 23 triệu nha anh chị. Ok, chúng ta cùng qua bên đây. Trong đây người ta khóa lại rồi ha. Bây giờ mình cùng lên bên kia đi. Ủa trên này họ mở con đường gì ta? Trên đây họ mở con đường gì mà có xe máy ủi rồi vô luôn nè. Ở đây còn một số ngôi mộ anh chị ơi. Ở đây họ mở con đường gì hay là họ đang xây nhà nè? Họ đang xây nhà rồi hay sao á? Chúng ta thấy còn một số ngôi mộ trong đây. Dạ. Em tưởng đang xây nhà nè anh. Em tưởng đang đào cây gì ở đây chứ. À, là chúng tôi xây căn nhà mới ở đây hả? Ồ, đất nó rộng quá ha. Đủ xây căn nhà này sướng anh, giờ rộng rãi. Công nhận căn nhà này giờ xây rộng rãi ha. Hai bên này rộng rãi này, tha hồ xây. Có chỗ này mát cho anh em ngồi trốn trốn nắng nữa chứ. Có cái cây này không có, cây này nắng chịu không nổi đâu, nắng lắm. Nhớ cây nè chùa sinh á, sinh hả? chùa sinh để nữa, chùa bứng đem về chùa. Như cây trong kia họ bán kìa, cây trong này họ cho luôn hả? À, sinh hả? Cho chùa mấy cái cây chừa lợi này chắc cho chùa. Dạ. Ông em nghe nói cây trong kia họ bán kìa, mà sao chưa có người tới đào không biết. Không biết được. Còn cây nghe nói chùa sinh. Dạ. Ủa cái này cây si chứ ta? Không biết cây Cái này cây si nè. Dạ. Ủa trong kia là hai lô đúng không anh? Hai lô à. một lô Ủa một lô mà rộng chứ ta? Đậu có 4 mét tại mình đập á, thấy nó nhảy nè. À, đập bức tường ra thấy vậy đúng không? Năm mười mười lăm được 20 mét không anh? 20 mét đó hả? Bóng này có 13 mét hả? 4-13. 4-13 hả? Mười ba thôi. 4-15 mà chữa sân ra cho 2 mét đó, không chữa 2 mét đó. Thấy đất cũng dài nè, thấy đất cũng dài mà thoải mái luôn á. Được một bếp nè, hai phòng ngủ nè. Dưới đất là một bếp hai phòng ngủ ở rồi. Đó nó phóng thẳng qua bên đó đó. Cả bên đó có đường đi mà. Bên bển đó. À. Đó, hẻm nè, này hẻm nè, hẻm này nữa phóng bức cái khúc nhà này luôn nè. Cái ổ đó. Mà bên đây mở đường làm gì đâu, không biết bên đây. Đường này có 20 mét thằng mà. Ủa vậy con đường đi ngang ở đây hả? Đường tự ngoại đi thẳng vô mà, đi giáp vòng mà. À, giờ là anh coi trên bản đồ nó vậy phải không? Ổng xin phép xây dựng mà, ổng nói là À, 20 mét mà. đùa về con đường nó vô đây hả? Đường nằm cặp với nhà đó. À, Vô có cái lầu cổ thằng
mút đó. Dạ. Có cái bực này nè. Ồ, vậy mấy út xây công viên ở đây rộng, công viên rộng, đường rộng. Nó làm vậy mới đầu tư vô dân người ta mới ấy chứ, còn mấy cái khu này mà nếu mà chật chội quá người ta đâu thèm ở. Ta ở ngoài luôn, vô chi nghĩa địa ở. Đất đất nghĩa địa ai không biết. Sao giờ chưa về anh? Ở coi đồ. Coi đồ hả? À. Đúng rồi. Để nó giờ chạy vô lụm sạch. Đó làm nhà bên kia chở rỗng cây dán đồ cắt tay nhiều lắm, đồ đạc tùm lum hết, đồ mùa dịch nó lấy hết. Còn miếng. Chặt đóng gì đó, mùa dịch lấy sạch. Bây giờ công thợ ngày nhiêu anh? Công thợ 600, 550, 600, phụ 600 nhiêu? Rưỡi. Phụ á? Phụ thì 400, 400 mấy, 42, 34, 450. Ủa cũng ngon nha, thời nay kiếm việc khó chứ, trả lương vậy cũng cao. Giờ kiếm việc khó lắm, nhiều trả lương không được, nhiều chỗ nó ém lương, nó trả thấp rồi. Chút, thấp mấy chục. Thấy có nhiều người bạn em mà bây giờ xin từ thợ xin phụ không có nữa mà. Tôi thợ đây rồi, tôi còn có việc làm mà tôi quen nhiều lắm á, bạn bè làm toàn là nhà lớn không á, nhà 6 7 tháng, 7 8 tháng không á. Mà năm nay thất nghiệp mà sẵn ngủ ở đây coi ông chủ nhà ông quen ông gửi vô đây làm. À, chủ nhà quen, anh quen chủ nhà đây hả? Ừ, rồi chủ nhà ổng rồi đó, tôi xây nhà cho ổng mà, giờ đậu đi làm thợ. Xây nhà ổng biết bao nhiêu căn rồi. Giờ ổng có việc thì đụng cái gì làm đó thôi. Dạ. Giờ rẻ cũng làm, mắc cũng làm, nó miễn có tiền là được. Dạ đúng rồi, bây giờ việc làm liên tục là được rồi. Giá đó, giá trẻ gì đó, thương 600, giờ đậu nó trả 500 tôi cũng làm nữa. Chứ ở nhà làm gì? Dạ dạ. Xong rồi tiền này tiền kia đủ thứ tiền. Ủa, làm này có cái này sướng nè, chưa mắc võng ngủ đây không được hả? Võng lại làm nhờ cây này kéo ra đây làm. Đúng rồi, sắt làm sắt đồ, đổ cát đồ. Đúng rồi. Cảm ơn anh vô đây xíu. Dạ dạ. Đi quay video. Quay video đúng không? Dạ dạ. Sài Gòn Vlog đó nè. Sài Gòn. À. Dạ dạ. Ở đây cũng có một vài ngôi mộ nữa chị. Trong đây cũng còn một vài ngôi mộ chưa bóc nha. Trong đây. Trong đây có cây xanh này có người mua rồi đó, nhưng mà lúc trước họ tới coi rồi, họ bắt mấy người ra đi rồi, nhưng mà sao vẫn chưa đào nè. Đây là giai đoạn 1. Giai đoạn 1 thì 12 hecta, bên này là khu này 10 hecta chị nha. Và bên đây ao cá, bên đó có 2 hecta thuộc giai đoạn 1 nữa, tổng cộng là 12 hecta. Và như anh thợ này nói rằng ở đây sắp có một con đường. Bên hông này chị này, bên hông này có một cái con đường là 20 m. Anh nói là bên cạnh đây nè, bên cạnh đây cái nhà đây, bên cái nhà có một con đường rộng 20 mét anh chị. Ok. Rồi, như vậy em xin được kết thúc giai đoạn 1 đây anh chị nha. Cập nhật cái tình hình giải tỏa của giai đoạn 1 của khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa ha. Thì mình mới biết được ở đây có những con đường rộng, rất là rộng, họ sẽ mở ra trong khu này anh chị nha. Những con đường rất là rộng, 20 mét, nói chung là mười mấy mét cũng khá là ngon rồi, nhưng mà con đường này anh nói là rất là rộng ha. Thì em sẽ tìm hiểu cái bản đồ quy hoạch đó như thế nào nha. Rồi ok, xin chân thành cảm ơn chị đã theo dõi video. Bây giờ cũng khoảng 12 giờ hơn rồi, em xin phép nghỉ. Có gì chiều em sẽ đi vào khu giai đoạn 2, giai đoạn 3 để thực hiện thêm những video mới. Rồi, xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc anh chị và gia đình của mình lúc nào cũng nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc nha anh chị ơi.